Lâu lắm rồi mới nghe lại Hồng Ngọc hát trực tiếp như thế này. Mới với một cái khoảng cách gần như thế, nó chân thật như thế. Thành nó khóc mất tiêu rồi cái kìa. Cái này á là mình chỉ coi được 50% công lực, bởi vì em diễn với chị Ngọc ở bên Mỹ rất nhiều, bước ra sân khấu mặc cái đầm dạ hội đi thước đúng ra. Rồi. Khán giả mấy ngàn người nói chuyện xong khán giả vỗ tay, cất giọng hát một cái là em thì nó đã lắm. Cái cảm giác mà người ta ở xa nhà và chị Ngọc thổn thức đó, cái cảm giác nó kinh khủng lắm, chứ không phải như ở đây nó chỉ là một phần nhỏ thôi. Cảm ơn mọi người. Vậy đó. Nhắc về kỷ niệm. Thật cảm lắm. Hồi xưa bé người yêu cũ hát với chung bài này nè. Không phải, tại vì cái người này khóc tình cảm lắm, cái người này nè. Và nói với quý vị hiểu tại sao Thành khóc là thế này. Coi cái live show của Hồng Ngọc á mà tôi rã rời. Bây giờ gì khóc vậy chứ? Bây giờ sau cơn mưa trời lại sáng rồi chị. Trời ơi, tôi nghe giờ tôi phê quá. Lâu lắm rồi mới nghe lại Hồng Ngọc hát trực tiếp như thế này. Mới với một cái khoảng cách gần như thế, nó chân thật như thế. Thành nó khóc mất tiêu rồi cái kìa. Cái này á là mình chỉ coi được 50% công lực, bởi vì em diễn với chị Ngọc ở bên Mỹ rất nhiều, bước ra sân khấu mặc cái đầm dạ hội đi thước đúng ra rồi. Khán giả mấy ngàn người nói chuyện xong khán giả vỗ tay, cất giọng hát một cái là em thì nó đã lắm. Cái cảm giác mà người ta ở xa nhà và chị Ngọc thổn thức đó, cái cảm giác nó kinh khủng lắm, chứ không phải như ở đây nó chỉ là một phần nhỏ thôi. Cảm ơn mọi người. Cảm ơn chị rất nhiều. Thương lắm, nói em nói nhỏ với chị. Em tên gì bé? Dạ em là Hoàng Minh Quý. Minh Quý. Minh Quý này nói là chị ơi, em chờ để hát chung với chị, em thích lắm. Chị cũng rung nữa. Chị rung là biết là em chuẩn bị rất là kỹ với cái giọng hát của em, rất là đáng yêu. Chị đã chọn không có sai. Cảm ơn mọi người. Ủa Thành, em khóc gì vậy đó? Nhắc về kỷ niệm. Thật cảm lắm. Hồi xưa bé người yêu cũ hát với chung bài này nè. Không phải, tại vì cái người này khóc tình cảm lắm, cái người này nè. Và nói với quý vị hiểu tại sao Thành khóc là thế này. Có một lần gần đây nhất, Trấn Thành đi qua diễn live show cho chị Ngọc ở bên Mỹ. Thì trên một chuyến xe, chúng tôi đi di chuyển đi qua một cái tiểu bang khác để diễn. Thì hai chị em có nói chuyện thâu đêm. Thành có rất là nhiều những cái lời khuyên đó, chị Ngọc phải về đây đi hát nhiều hơn, đi bà con quay lại với hoạt động, tại vì vẫn còn rất là nhiều người yêu chị. Thì chị cũng rất là muốn về, chị cũng rất là muốn tham gia nhiều chương trình, tại vì cũng rất là nhiều lời mời chị Ngọc rồi mà cuối cùng đều phải cancel hết. Là tại vì sao? Chỉ vì một điều duy nhất là chị Ngọc là một người sống quá gia đình. Chị không muốn để ba đứa con ở bên kia rất là khó, nên người ta chăm sóc một mình chồng chị ở bên kia làm show rồi ba đứa con, chị không muốn thấy cái cảnh đó nên chị hy sinh hết, chị không nhận một chương trình nào hết. Mà mỗi lần làm thấy chị trên sân khấu, chị mới là chị. Giật đi mơ lan dài, tình yêu đớn xa rồi, chìm trong lãng quên, lãng quên người yêu hơn. Thật ra thì nghề mà thật sự quý vị biết là cái điều khó khăn nhất của một người nghệ sĩ là phải chọn giữa gia đình với nghề. Mỗi lần gặp thấy chị trên sân khấu là mỗi lần chị lại cháy, mà chị hy sinh quá nhiều. Hỏi chứ trời, Hồng Ngọc hát hay quá trời rồi, cái giọng hát đặc biệt mà ra lúc nào cũng sôi động như vậy mà bỏ vì hy sinh cả gia đình. Hôm bữa mình hỏi một câu mà thôi sao em không quay về, em làm bị gì con người mà cái đam mê của mình mà sao mình bỏ được, nhưng mà dám hy sinh vì chồng con, bỏ hết tất cả để mà lo cho gia đình đó. Mọi người thấy quá trời. Quý vị nghĩ là Hồng Ngọc không yêu nghề, sống an phận thì không phải. Thật sự là không bao giờ an phận. Chưa bao giờ Hồng Ngọc tắt đi ngọn lửa nghề. Chưa bao giờ, bất cứ lúc nào lên sân khấu. Thật ra thì Ngọc
biết là mình đang ở đâu lợi thế hơn. Thực ra sống ở Mỹ và quen với khán giả ở tại Mỹ, dĩ nhiên nơi Việt Nam, khán giả Việt Nam vẫn là cho Ngọc chỗ đứng đầu tiên trong âm nhạc và cho cái tên Hồng Ngọc cho đến ngày hôm nay. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Dù rằng từng lớp các bạn trẻ lớn lên theo thời gian âm nhạc, nhưng mà mọi người vẫn còn yêu quý Ngọc, vậy Ngọc rất là vui. Và ai cũng có những cái riêng của mỗi người và cuộc sống riêng, thì Ngọc sẽ chọn ở hải ngoại nhiều hơn để làm việc, là tại vì ở đó Ngọc không cần phải lo nghĩ nhiều, là tại không cần phải xa con nhiều. Cho nên là có thể thời gian tới Ngọc sẽ quay về Việt Nam nếu như mọi người còn đón nhận và yêu thương giọng hát của Ngọc. Chắc chắn là như vậy Ngọc ơi. Khán giả vẫn luôn yêu thương, dành sự bất tất rất nhiều tình cảm cho tiếng hát của Hồng Ngọc. Hy vọng rằng Ngọc có thể sắp xếp được tất cả mọi việc. Cái này ở ngoài lề chút xíu, Ngọc cảm ơn Điền Quân đã đáng lẽ chương trình đã có người, không phải là Ngọc được làm ngày hôm nay đâu, mà mọi người sắp xếp để Ngọc có mặt trong, mới có về có mấy ngày mà lại sắp xếp cho có mặt trong mấy chương trình của Điền Quân. Ngọc cảm ơn Điền Quân rất là nhiều, và hy vọng là Điền Quân sẽ là một nơi cho Ngọc cảm thấy tin tưởng, để lần sau mà Ngọc về Việt Nam thì Ngọc làm việc với mọi người. Cảm ơn rất là nhiều. Một lần nữa cảm ơn Hồng Ngọc nha. Mời Ngọc. Anh ngồi ở đây anh chăm chú lắng nghe thôi là anh đã xúc động nghẹn ngào rồi. Nhưng bây giờ khi anh lên đây anh nhìn xuống thì anh mới thấy rằng những người bạn của mình ai cũng rơi nước mắt hết. Không biết lý giải cái điều này nó như thế nào. Bởi vì cái giọng hát của em nó mộc mạc thôi, nó không phải là quá trau chuốt về mặt kỹ thuật đâu, nhưng mà nó có một cái nguồn cảm xúc gì đó nó mãnh liệt lắm. Và nó chạm vào trái tim của tất cả những con người đang ở đây, em thấy không? Đều là những người đã quá dày dạn kinh nghiệm sân khấu mà bây giờ phải rơi nước mắt với cái tiếng hát của em. Bình tĩnh, bà Thím bình tĩnh nha. Yeah. Bài này nghe nhiều rồi đúng không? Bài này chúng ta nghe đã rất nhiều lần rồi. Nhưng mà không hiểu tại sao hôm nay với cái hình ảnh này, với cái tiếng hát của em, mọi người lại xúc động đến như vậy. Em không những là người hát hay, mà là người có cá tính trong âm nhạc. Giọng hát của em, nó mang màu sắc và chữ ký của em. Em cất lên, người ta biết đó là em. Em có cách xử lý của em, cái cách đàn của em. Em yêu nó như hơi thở của mình. Cái điều đó rất là quan trọng. Em đẹp nhất khi em ngồi hát. Hồi nãy giờ anh nói thiệt là anh nhìn em từ đằng xa, anh thấy em vẫn là một người bình thường thôi. Em ngồi vào đó, em cầm cây đàn lên, anh thấy em rất là đẹp. Cái này anh nói thiệt, nó có một cái nguồn năng lượng nó tỏa ra khi mình lao động đúng với cái mà mình thuộc về nó. Anh nghĩ là sau chương trình này sẽ có rất rất nhiều người yêu thương em, và họ mời em đi diễn nhiều lắm. Em hát rất đặc biệt. Em là một trong những thí sinh hát hay nhất của cái chương trình này hai mùa. Cũng là một lời nhắn nhủ thôi. Không có gì bằng sự hiện hữu hết. Và may mắn cho những ai còn cha mẹ. Cho nên là chị nghĩ là chị sẽ cố gắng dành tất cả những gì mình có cho mẹ của mình. Và chị lớn như vậy rồi, nhưng mà mỗi khi nhớ bố, nhớ mẹ, chị vẫn khóc hu hu như một đứa trẻ. Cảm ơn em vì em đã mang đến cảm xúc thật đẹp. Nếu mà anh Trấn Thành dùng bạn là cái từ cá tính, thì Tường dùng bạn là một cái người rất là có tâm hồn. Từng cái nhã chữ của bạn, từng cái này cái kia, từng cái cách bạn bấm, mọi thứ nó đều giống như là bạn moi hết cái những cái gì trong trái tim mình ra để bạn hát vậy đó. Và đó là một cái điều rất là hiếm hoi trong cái nghệ thuật, và ai cũng trân quý cái chuyện đó hết. Cho nên là nếu mà để mà Tường nói một điều thì Tường chỉ mong là bạn hãy luôn giữ cái sự yêu nghề của mình. Và quan trọng là hãy tự tin vào chính mình hơn. Vì bạn rồi một lúc nào đó bạn cũng sẽ tỏa sáng tự tin như vậy với giọng hát này. Tại vì không rút rè thì mình mới có tự tin để mình rút tiền người ta được, hiểu không? Em cảm ơn Tường. Em cảm ơn các vị giám khảo. Và cảm ơn mọi người trong trường quay ngày hôm nay.